quý vị và các bạn, để có được những chén chè thơm ngon và nhâm nhi cùng với người thân, gia đình của mình thì đó là cả một quá trình và công sức của rất nhiều người, những nghệ nhân làm chè. Và ngày hôm nay, quý vị và các bạn sẽ cùng với Minh Duy, chúng ta sẽ cùng trải nghiệm để xem rằng những công đoạn và những quy trình sản xuất ra những sản phẩm đó như thế nào. Và đây chính là người sẽ giúp chúng ta trải nghiệm trong ngày hôm nay, đó chính là chị Hương Vân, chủ của cơ sở chè Hương Vân ạ. Xin chào chị. Chào Minh Duy, chào các bạn. Giới thiệu Minh Duy, đây là máy chè đặc điểm thổ nhưỡng, khí hậu đặc biệt vùng đất Tân Cương, thấm tinh hoa từ đất, ngậm hương của trời để bung ra những bông chè tươi non đều tằm tắp. Đây chỉ giới thiệu với em công đoạn hái chè. Thời điểm hái chè tốt nhất trong ngày là vào buổi sáng sớm, vì những bông chè còn ngậm sức sớm, lúc này sẽ cho ra nguyên liệu tươi ngon nhất để sản xuất ra những sản phẩm chè Tân Cương hảo hạng. Vậy thì điều gì mà khiến thương hiệu Hương Vân Trà lại nổi tiếng ở tại Thái Nguyên và có điều gì đặc trưng hơn so với các loại trà khác? Nếu mà nói về ai đó nghiện chè nhé, đam mê và thích hưởng trà, thì khi nhấp một ngụm trà vào, người ta vẫn biết rằng đó là chè Tân Cương thực sự, từ khâu chăm bón này, rồi là từ con người làm, người ta gói kém cả cái tâm của người ta vào những cái gốc chè. Chỉ có những người mê trà cảm nhận được vẻ đẹp của nó qua những cái nước trà như thế này. Từ một đồi chè xanh mát thì bây giờ Minh Duy và Hương Vân đang có mặt tại cơ sở Hương Vân. Và Hương Vân đến đây, chúng ta đến với công đoạn gì ạ? Chỉ dựa vào nguyên liệu tốt mà còn phụ thuộc vào cả cách sao chế. Sau công đoạn sao tươi sẽ là các công đoạn vỏ, sao khô, đánh giòn và lấy hương chè. Để cho ra một mẻ chè thành phẩm sẽ phải mất khoảng 2 giờ đồng hồ. Và đây chính là thành quả ngày hôm nay Minh Duy đã cùng với chị Hương Vân, chúng ta đã trải nghiệm các công đoạn từ hái chè cho đến sao chè. Và ngay lúc này thì mùi hương của chè tại cơ sở Hương Vân rất là thơm. Minh Duy cũng đang rất nóng lòng để thử hương vị nó như thế nào. Hãy cùng với Minh Duy và chị Hương Vân, chúng ta sẽ cùng pha ra ống chè như thế nào nhé. Không cần quá cầu kỳ, chỉ cần pha theo cách thức rất đơn giản đã có thể cho ra một tách trà Hương Vân thơm mùi cốm, mang vị ngọt hậu đậm đà. Quý vị thân mến, là buổi đầu thì Minh Duy đã thử được một tách trà của Hương Vân Trà, và đây là câu trả lời tại sao Hương Vân Trà nổi tiếng ở Thái Nguyên đến như vậy. Mùi hương rất là thơm và đậm lại ở cuốn họng, đó chính là vị ngọt. Và nếu như thưởng thức cùng với kẹo lạc nữa thì quả là tuyệt vời. Và ngày hôm nay Minh Duy đã được trải nghiệm tất cả những công đoạn làm thế nào để chúng ta có thể sản xuất ra được những chén trà thơm ngon. Và một lần nữa xin được cảm ơn chị Hương Vân, chủ cơ sở Hương Vân đã giúp em có trải nghiệm tuyệt vời. Hương Vân Trà là một trong những thương hiệu trà nổi tiếng nhất tại Thái Nguyên, cung cấp hàng trăm tấn trà Tân Cương mỗi năm với đa dạng các loại trà: chè đinh thượng hạng, chè tôm nõn, chè móc câu, chè trung du. Và nếu bạn muốn thưởng một tách trà đúng nghĩa, mời các bạn hãy đến với không gian trà thất của Hương Vân Trà tại địa chỉ tổ 11, phường Đồng Quang, thành phố